thăm em như lời xưa đã hẹn. Qua mấy năm dài hai đứa cách xa, ngày mà anh đi em rưng rưng nghe ngào, dẫu có như thế nào thương vẫn chờ đợi nhau nhé. Ai nào ngờ hôm lòng đổi nhà, quên hết câu thề em chung bóng mơ. Đường chiều mưa mai anh đến bước âm thầm, đâu những đêm trăng rằm em đừng chờ đợi. Xin mến chào anh nhé. Trong clip này đang tiếp con đẩy bãi xe 9 cho mấy khách hàng. Anh Dương Văn Thành có địa chỉ ở Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang nhé. Đây là một trong dòng của đời bãi xe 9 của hãng Sotanda. Hàng xịn nó chạy 5 vỉ với nhé. Con này thì giá tại cửa hàng nó là 4 triệu 8 và cả ship nó rơi vào tầm 5 triệu nhé. Ship và dây rắc. Đây là một trong dòng cụ đẩy mà nó gọi là nồi đồng cối đá. Rất là bền và lành, dễ sửa. Và đặc biệt là cái con này thì tiếng nó rất là hay. Các anh em thợ đấy thì gần như là nói xe 9 này rất là thích, bởi vì là cái về công suất của nó rất khỏe. Công suất con này là 900W một kênh nhé, 900W một kênh ở trở kháng 8 ohm, còn 4 ohm của nó thì nó hơn 1000W một kênh cơ. Và với cái mạch này thì nó lại bền và lành, dễ sửa chữa nhé, dễ sửa chữa. Gần như là anh em thợ là thích sửa con này, bởi vì thực ra nó rất là lành, suất nó bảo vệ rất là tốt nhé, nó bảo vệ rất là tốt. Linh kiện máy móc của nó thì nó sử dụng rất là nhiều những con linh kiện đắt tiền, và tiếng con này cực kỳ là hay, cũng như là giá thành nữa. Khá hợp lý đó, chơi một con đẩy mà 900W một kênh mà giá nó tầm khoảng 5 triệu, 4 triệu 8, 5 triệu cả ship thì thực ra là nó rất là hợp lý luôn nhá. Thì ở trong clip này em test với khách hàng làm video làm kỷ niệm, cũng như là test đến toàn thể các bác theo dõi kênh, chúng ta nắm được giá cũng như là nghe cái chất âm của nó. Thì tiếng con này thì về cái tiếng bass của nó rất sâu và mềm, chắc sáng và tiếng trung rất là ngọt đó nhá. Đây tín hiệu thì em cắm này từ máy tính này. Hiện tại đang test đánh một cặp loa bass 40 và một cặp 30. Cái dòng này thì nó sử dụng là chạy là 36 sò, còn sò chính là 32 sò. Mạch của nó thì bên trong thì còn rất là sáng và đẹp. Tụ thì nó sử dụng rất là nhiều tụ, và cái tụ này của nó thì còn rất là đẹp, phẳng đó nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tụ là tụ Juni. Và với cái vôn của nó là 63V và mi của nó là 10.000 mi thôi nhé. Tụ này thì thường ở trong những dòng đẩy sò sắt. Còn linh kiện máy móc thì con xe 9 này thì cái hàng nhái, bởi vì nó hàng xịn này, cái hàng nó quá nổi tiếng rồi, cái hàng nhái nó cũng rất là nhiều. Thì hàng nhái thì nó chỉ tầm khoảng độ 4 triệu thôi, đấy, 3 triệu mấy 4 triệu thôi. Hàng nhái thì nó chỉ là hàng 3 vỉ, nó không có thêm cái vỉ này. Thì chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua này, cái hàng xịn với cái hàng nhái nhìn biết ngay đấy. Nguồn con này nó toàn khoảng 22cm nhé đấy. Nguyên một cái vỉ này là vỉ lọc tiếng này, linh kiện rất là nhiều mà toàn linh kiện là cắm chân hết. Đây những con tụ này thì thường bắt gặp ở trong những cái loa JBL nữa nhé đấy. Con này thì nó sử dụng là hai dơ le ở hai kênh này và một dơ le nguồn nhé. Dơ le nguồn thì nó nằm ở đây. Cái hàng của hãng Sotanda thì bao giờ trên những cái đấy nó sẽ vẫn còn những cái tem QC này. Đây là một trong những thương hiệu của Mỹ và được lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc đó nhé. Này, PRC đó này. Đấy. Con này thì đằng sau của nó thì ra loa nó sẽ là 1+1- nhé. Còn Bray đấu sẽ là 1+1, 1+2+. Thì cái tác logic này các bác nếu muốn đánh hai cặp loa thì chúng ta sẽ đấu là 1+1, 1+1-. Chúng ta sẽ chập vào loa hoặc là link từ loa nọ sang loa kia. Ở đây nó có chế độ đánh Sitter này, Branel, Bray này. Đấy, còn tín hiệu vào thì nó có đường link ra đầy đủ nhá. Máy móc linh kiện của nó chất cho nên là nhìn đây. Bác em quay rất là sát. Đấy. Sò nó sử dụng là sò Toshiba, sò của Nhật. Đấy. Tất cả sò đấy nó vẫn nguyên cái keo. Đấy các bác nhìn. Đây là một trong những dòng đẩy bãi mà gọi là nồi đồng cối đá, tiếng hay, hàng năm vỉ tiếng cực kỳ hay. Đấy. Với mức giá cũng rất là hợp lý để bác chơi. Thì trong clip này thì em tiếc làm video làm kỷ niệm bác khách hàng, cũng như là báo giá toàn thể các bác để các bác nắm được. Giá là 4 triệu 8 tại cửa hàng quá nhé. Bao ship mẹ dây rắc nó rơi vào tầm 5 triệu quá nhé. Em xin chào bác ạ.